tới đêm nay. Và để nói đầu tiên, Kim Thoa xin thay mặt cho chủ nhân cà phê 62 Vĩnh Kim, các anh em ban nhạc gửi đến quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị quan khách thân mến, cà phê 62 Vĩnh Kim sẽ phục vụ chương trình Hát Với Nhau vào tới thứ năm và thứ bảy, và cà phê Nhà Sàn Long Định sẽ phục vụ chương trình Hát Với Nhau vào tới thứ ba và chủ nhật. Rất mong quý vị quan khách đến tham gia và trình bày những ca khúc mà mình yêu thích. Và để mở đầu cho chương trình Hát Với Nhau tối đêm nay, Kim Thoa xin trình bày ca khúc Mời Anh Về Thăm Quê Em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và sau bài hát này, anh Thanh Hải chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều.